Song Hye Kyo đón tuổi 41. Diễn viên Hàn Quốc Song Hye Kyo nhận nhiều khen ngợi về sắc vóc khi khoe ảnh đón tuổi 41. Tối ngày 22 tháng 11, người đẹp trái tim mùa thu đăng các bức hình thổi nến, tạo dáng với bánh kem. Cô viết, cảm ơn những lời chúc dành cho tôi, tất cả hoa và quà các bạn gửi cho tôi đều rất đẹp. Hye Kyo biết ơn tình yêu, niềm tin của fan dành cho cô nhiều năm qua. Những người bạn trong làng giải trí của Song Hye Kyo như Park Hwang Hee, Kim A Young, Ung Dung Hoa, Park So Mi chúc mừng người đẹp. Loạt ảnh sinh nhật của diễn viên được nhiều khán giả chia sẻ trên các diễn đàn ở châu Á. Các fan cho biết ấn tượng với vẻ đẹp của Hye Kyo khi cô trang điểm nhẹ, ăn vận đơn giản, kiểu tóc mái bằng cũng giúp diễn viên trẻ so với tuổi tứ tuần. Năm nay, Hye Kyo tham gia phim truyền hình The Glory, đánh dấu sự tái hợp Kim Eun Suk, biên kịch của Hậu Duệ Mặt Trời, tác phẩm chưa ấn định ngày ra mắt. Ngoài phim ảnh, người đẹp đắt sâu quảng cáo, thường xuất hiện ở sự kiện của các nhà mốt xa xỉ. Theo Hankook Kili, Song Hye Kyo nằm trong top nữ diễn viên nhận thù lao cao nhất Hàn Quốc, với 200 triệu won, hơn 3,8 tỷ đồng, cho một tập phim truyền hình. Người đẹp gia nhập làng giải trí từ năm 14 tuổi với vai trò người mẫu ảnh. Cô nổi tiếng ở châu Á qua nhiều phim như Trái Tim Mùa Thu, 2000, Người Thừa Kế Khách Sạn, 2001, Một Cho Tất Cả, 2003, Ngôi Nhà Hạnh Phúc, 2004, Thế Giới Họ Đang Sống, 2008, Ngọn Gió Đông Năm Ấy, 2013, Hậu Duệ Mặt Trời. Song Hye Kyo từng hẹn hò Lee Byung Hun, Hee Eun Bin. Người đẹp kết hôn với tài tử Song Joong Ki năm 2017, ly dị sau 2 năm cưới.